Giữa nghi án hẹn hò, lộ ảnh dáng ngủ bá đạo của anh Đức và Phi Huyền Trang, sau lộ hàng loạt ảnh tình tứ vai kề vai với Phi Huyền Trang, anh Đức lại có những dáng ngủ bá đạo bên bạn gái tin đồn khiến fan phải muối mặt. Vừa qua, cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh anh Đức thân thiết với thánh nữ mì gõ Phi Huyền Trang. Cả hai vừa có dịp hợp tác trong một bộ phim hài Tết nên có nhiều cơ hội gặp gỡ ngoài đời. Nhiều người nhận xét trong cả hai rất đẹp đôi và hy vọng sẽ phim giả tình thật. Các hình ảnh thân mật của cả hai diễn viên đang được chia sẻ rầm rộ. Sau khi lộ loạt ảnh tình tứ thì mới đây bạn thân Trấn Thành anh Đức lại lộ ảnh dáng ngủ bá đạo cùng người yêu tin đồn Phi Huyền Trang. Một điều rằng nhìn ảnh trong dáng ngủ của anh Đức khá bá đạo khi anh gác chân lên cả người yêu tin đồn lúc ngủ. Dù chưa rõ thực hư ra sao, song khán giả hiện vẫn rầm rộ lan truyền các hình ảnh thân mật của diễn viên anh Đức cùng Phi Huyền Trang. Trước những tin đồn này, Phi Huyền Trang không thừa nhận và cũng không phủ nhận tin đồn cặp kè với anh Đức. Cô xin phép không bàn luận về vấn đề này, khi nào thích hợp sẽ lên tiếng trả lời dư luận. Trong khi đó anh Đức vẫn giữ im lặng trước những tin đồn này. Các fan hâm mộ cũng mong đợi anh Đức sớm có người yêu để không còn bị Trấn Thành rao bán. Trong số các bình luận cư dân mạng, các ý kiến cho rằng anh Đức và Phi Huyền Trang cùng góp mặt trong sản phẩm mới và việc chụp hình chung thậm chí là có những khoảnh khắc tình cảm cũng là chuyện thường. Ngược lại, một số người cho rằng cả hai diễn viên rất đẹp đôi và nếu có duyên phim giả tình thật thì cũng thật đáng mừng vì nam danh hài đã có bạn gái. Đá ASEAN Cup không kịp dự sinh nhật em gái, Quang Hải nhắn tin dỗ dành chuẩn anh nhà người ta. Bận thi đấu và tập luyện vất vả cho ASEAN Cup, nhưng Quang Hải vẫn dành thời gian quan tâm, an ủi em gái nhỏ. Có một năm thi đấu hết sức thành công, giành được nhiều danh hiệu cá nhân và chiến tích lịch sử cùng đội tuyển quốc gia. Nguyễn Quang Hải tiếp tục được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại ASEAN Cup 2019. Dù bận bịu với lịch trình thi đấu và tập luyện căng thẳng, nhưng trong ngày sinh nhật em gái, từ phương xa, Hải con vẫn dành thời gian nhắn tin dỗ dành, an ủi cực tình cảm. Năm nay, sinh nhật của Kitty, em gái Quang Hải cũng là ngày đội tuyển Việt Nam có cuộc chạm trán với Iran, một trong những ông kẹ của bóng đá châu Á. Vì vậy, tiền vệ quê Đông Anh, Hà Nội không thể về tham dự. Sự vắng mặt của anh trai khiến cô bé Kitty rất buồn, dù đã được mọi người trong gia đình động viên. Tuy nhiên, không để em gái thất vọng, đang tập luyện vất vả trước trận chiến quan trọng, Quang Hải vẫn bớt chút thời gian gửi tin nhắn an ủi dỗ dành cô bé. Chàng thiển thủ khoác áo số 19 không quên hứa tổ chức sinh nhật bù và tặng quà thật to cho Kitty bé bỏng. Hải con cũng không quên dịu dàng nhắc em đừng buồn và giận mẹ khi bữa tiệc năm nay không đầy đủ người thân. Mai sinh nhật em gái của anh Hả, hôm nào về anh tổ chức sinh nhật cho Kitty nhé, có quà cho Kitty luôn nên em đừng buồn và giận mẹ nhé. Nhận được lời nhắn của anh trai, Kitty đã cực kỳ vui sướng. Theo chị Vũ Thu Trang, mẹ nuôi của Quang Hải và cũng là mẹ ruột của cô nhóc, Kitty đã vui đến mức nhảy chân sáo 80 vòng quanh nhà. Chị Thu Trang vừa chia sẻ đoạn chat giữa tiền vệ Quang Hải và cô em gái Úc. Sau khi được người thầy đáng kính là cố huấn luyện viên Vũ Minh Hoàng nhận làm con nuôi từ năm 9 tuổi, tiền vệ của Hà Nội có thêm một gia đình yêu thương anh hết mực. Quang Hải rất quấn quýt với em gái Kitty và hiếu kính mẹ Thu Trang. Kitty cũng là một fan hâm mộ của anh trai. Cô bé còn nhận được sự cưng chiều của cả dàn tuyển thủ Việt Nam. Trước đại chiến Iran tối nay, một kết quả có lợi cho Việt Nam sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà Quang Hải có thể dành tặng em gái của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam có đủ sự dũng cảm để vượt qua thử thách mang tên Iran. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận Iran là đội tuyển mạnh của châu Á, nhưng tin tưởng các học trò đã sẵn sàng để vượt qua thử thách. Vừa qua, trong buổi họp báo trước lượt thứ hai bảng D, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định muốn kiếm điểm với đối thủ mạnh Iran. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết tuyển Việt Nam đang có được sự tập trung và quyết tâm cao nhất cho trận gặp Iran. Nhận định về trình độ hiện tại của hai đội, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang yếu thế hơn về mọi mặt, nhưng cho rằng các học trò của ông vẫn có thể vượt qua những rào cản đó. Tuyển Việt Nam có thể thiệt thòi hơn so với Iran, nhưng bất kỳ huấn luyện viên nào cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Iran có kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng chúng tôi có yếu tố trẻ trung. Với sự tập trung và quyết tâm, tôi tin là đội bóng của chúng tôi có thể vượt qua được thử thách này. Nói về tình hình lực lượng hiện tại của đội tuyển Việt Nam, thầy Park cho biết toàn bộ 23 cầu thủ đều đang ở tình trạng khỏe mạnh. Ngoài ra, khi được hỏi về huấn luyện viên Carlos Guerrero bên kia chiến tuyến,
huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành cho đồng nghiệp của mình những sự ngưỡng mộ. Tôi nghe nói ông ấy rất thông minh, sáng tạo và nhiều kinh nghiệm. Nhưng khi còn làm việc ở Hàn Quốc, tôi cũng biết nhiều về Iran. Điều mà tôi biết rõ nhất là họ mạnh hàng đầu châu Á và là đối thủ mạnh hơn bất cứ đội bóng nào ở thời điểm này. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 12 tháng 1 hôm nay trên sân vận động UAE. Một trận hòa sẽ là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cố gắng đạt được. Nam em khóc nức nở kể về quá khứ bị trù dập, lần đầu nói đến người anh hai thiệt thòi, là người có tính cách tương tưởng, nhưng cả nam anh nam em đều khó giữ vững cảm xúc khi nói đến người thân tình cảm gia đình. Vừa qua, chị em song sinh nam anh nam em khiến khán giả rất bất ngờ khi cả hai cùng xuất hiện chung trên truyền thông. Bởi lẽ thời gian trước đây, hai chị em có mối quan hệ không tốt đẹp, thậm chí là không nhìn mặt nhau. Mới đây nhất, chị em song sinh gốc Tiền Giang đã cùng quay chương trình Giải Mã Tri Kỷ và tiết lộ những chuyện xúc động ở quá khứ. Cụ thể, hai chị em không cùng tiếng nói nên không sống chung một mái nhà. Mãi đến sau này khi bôn ba ngoài cuộc sống thì họ mới nhận ra được nhiều điều và thông cảm cho nhau. Nam em hài hước kể, có những lúc muốn đánh cho bầm dập vì khó ưa, ăn không ở lỗi. Ngày xưa ở chung, về tới nhà là muốn quánh vô mặt, mà mở miệng câu nào là câu đó vô duyên. Sau đó khi lăn lộn ngoài đời cảm thấy cuộc sống quá bế tắc mới thay đổi tâm tính, nên bây giờ mới thấy nói chuyện được đó. Được biết khoảng thời gian hai chị em mâu thuẫn với nhau, một phần vì bị một số mối quan hệ trung gian tác động đến, khiến mọi thứ tiêu cực hơn. Nhưng giờ đây nam anh và nam em rất vui khi chị em đã được gắn kết và dọn về sống chung một nhà. Khi được hỏi điều tự hào của hai chị em tính đến thời điểm hiện tại là gì, thì cả hai chị em đều có những giây phút nặng lòng. Nam anh tâm sự, hồi xưa tới giờ cuộc đời tụi em bôn ba lắm, mỗi lần đi học ai cũng trù dập hết. Toàn nói cho mày đi học xong về cho mắm kho cà, nhưng chị em bất chấp, vẫn đi lên và tự hào nhất là bây giờ có thể nuôi được bản thân mình. Nam em cũng khẳng định khi mọi người càng vùi dập thì cuộc sống của cô cũng trở nên màu sắc và bớt nhàm chán hơn. Tuy nhiên, đến thời khắc cả hai cô gái phải nói thật, nghiêm túc và những suy nghĩ họ giấu kín bấy lâu. Lúc này chẳng ai ngờ rằng cặp song sinh này trở nên vô cùng yếu đuối khi nhắc đến người thân gia đình. Chỉ vài giây đầu, nam em đã bật khóc nức nở. Đường tình duyên của hai chị em mình không được trọn vẹn nên chúng mình phải đùm bọc lẫn nhau. Cho dù sau này không có chồng, không có con thì mình có thể làm bạn già. Cảm ơn vì cuộc đời đã cho mình một chị em sinh đôi và đừng bao giờ nghĩ là anh hai mình tệ. Thực ra anh hai mình rất đáng thương và tội nghiệp, hãy thương anh hai nhiều vào. Người ta không được sung sướng như mình, không được đứng trên đèn sân khấu. Người ta không được sống là chính mình và cũng không thể nào vươn lên được. Anh hai ơi, anh có nghe em nói không? Nếu mà anh tham gia chương trình này, hãy cố gắng vượt lên chính mình, bởi không có ai cứu mình bằng chính mình đâu anh ơi. Bây giờ có một công việc giúp anh hứng thú hơn thì đừng nghĩ tiêu cực nữa. Gia đình mình tích cực đi rồi sống hạnh phúc để cho cuộc đời ý nghĩa nha anh. Đáp lại lời em gái ruột, nam anh cũng nghẹn ngào. Bây giờ bao nhiêu sóng gió qua rồi, mình có được khoảng thời gian này thì cố gắng trân trọng giữ gìn. Chuyện buồn cũng đã qua, mình cứ nghĩ tích cực thì cuộc đời của mình sẽ xoay vòng theo điều tích cực. Mình nghĩ là bạn sẽ không sao, bạn cố gắng lên. Sau này có giận nhau thì đóng cửa mỗi người một phòng rồi hết giận cho cuộc sống đỡ buồn. Tại vì buồn nhiều rồi, chị em mình nắm lấy tay nhau thôi, vui là được rồi. Hai chị em cứ thế khóc nức nở trên sóng truyền hình, khiến mọi người bất ngờ. Được biết giờ đây khi nhận công việc thì nam em luôn muốn đi cùng chị gái. Thậm chí, cô còn nhờ các bầu show hãy mời cả nam anh để cả hai luôn dính với nhau. Vì cô sợ rằng sau này nếu xảy ra mâu thuẫn với chị gái thì những khoảnh khắc thân thiết thế này sẽ không còn nữa. Từ trước đến đây, nam anh nam em khiến mọi người ngỡ ngàng vì lần đầu có cặp chị em từ mặt nhau và cũng bất ngờ khi cả hai bỗng dưng thân thiết. Tuy nhiên, chính những phút giây thật lòng như thế này sẽ giúp người hâm mộ hiểu hơn về những gì mà họ từng trải qua. Đặc biệt, những cô gái cứ ngỡ là tuôn tương tưởng thì cũng có những phút yếu lòng, khóc nức nở vì nhắc tới gia đình. Không có vợ bầu đi cùng, đi diễn Trường Giang bị kẹp giữa ba mỹ nhân ngực khủng vẫn ngoan hết nức. Không có vợ bên cạnh càng phải ngoan, Trường Giang nhận được điểm cộng từ cộng đồng mạng. Mặc dù vẫn giữ kín chuyện Nhã Phương mang bầu, nhưng vẫn có nhiều người tin rằng thời gian sau khi cưới, Trường Giang trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Nam danh hài không còn bị dính vào những scandal tình cảm như trước. Thậm chí anh chàng còn giữ mình, chụp với fan hâm mộ cũng thể hiện hành động vô cùng cẩn thận. Chưa chính thức lên tiếng nhưng đã có nhiều người đồn đoán bà xã Trường Giang đang dưỡng thai ở tháng thứ 7. Chính vì thế cô không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Trường Giang để chăm sóc chồng. Không còn hình ảnh thấy diễn viên nữ là ôm ấp Trường Giang đi chạy show, không còn hành động đụng chạm bạn mà ngồi rất giữ ý tứ. Một cô gái ăn mặc hết sức táo bạo nhưng Trường Giang cũng chẳng hề chú ý đến.
Được biết, nam danh hài đang lưu diễn tại Đà Lạt. Ngoài ra, Trường Giang còn rất nhiều chương trình khác rất thú vị như nấu ăn, nên anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân địa phương. Miyu viết status yêu đương ngôn tình, Phan Thành vào Thả Thính có biến mới. Liệu có phải Phan Thành đã chia tay Rim Minh Trương và quay lại Thả Thính với Miyu? Như vậy thì câu chuyện lại quá éo le. Mới đây, dân mạng thi nhau đồn thổi rằng mối quan hệ giữa thiếu gia Phan Thành với bạn gái Rim Minh Trương đang có vấn đề, hay nói cách khác là chia tay. Bởi trên Instagram của Rim Minh Trương hiện tại, loạt hình ảnh chụp chung với bạn trai thiếu gia đã không còn. Không chỉ vậy, Rim Minh Trương cũng không còn theo dõi Phan Thành. Đặc biệt, hôm 9 tháng 1, Miyu đăng một status yêu đương ngôn tình. Mình yêu nhau một phút cũng được, miễn 60 giây đó là thật lòng. Và Phan Thành đã vào like. Nhiều người nghi ngờ rằng đây chỉ là sự trùng hợp lên mà thôi. Tuy nhiên, sau khi truy lùng ra thì quả thật đó chính là Facebook của Phan Thành. Nhiều người cho rằng liệu có phải Phan Thành đã chia tay bạn gái Rim Minh Trương và đang tìm cách thả thính và chinh phục lại Miyu. Miyu đăng status yêu đương cách đây 3 ngày. Rất nhiều người vào bình luận, nhưng đáng chú ý nhất chính là nút like của Phan Thành. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc chính Phan Thành vào tương tác trên status của Miyu. Nhiều người đưa dẫn chứng Phan Thành và Rim Minh Trương chia tay. Có độc giả cho rằng Phan Thành và Miyu đã quay lại với nhau. Tôi đọc được cả tháng nay rồi, nói Phan Thành yêu Miyu này thật lòng nên tìm mọi cách quay lại, lúc đó nghĩ tin tức vỉa hè. Đứa đó còn nói là quay lại nhưng mắc cỡ không dám công bố vì lúc chia tay ồn ào, nhưng một thời gian cũng sẽ lộ thôi, giờ tớ tin rồi. Tớ thấy Rimmy đăng buồn buồn cũng lâu rồi, nghi nghi mà không nghĩ hai đứa kia quay lại luôn. Miyu làm cao cho đã rồi tới chừng Phan Thành có người yêu mới thì lên Facebook trách móc, thứ gì? Rim Minh Trương hay đăng status tâm trạng trong thời gian gần đây và loạt ảnh chụp chung với Phan Thành đã bị xóa hết. Khi được hỏi về tình yêu, cô đã trả lời rất rõ ràng và quyết đoán. Hình ảnh của Phan Thành và Rim Minh Trương thời còn mặn nồng. Còn chuyện tình với anh và Miyu cũng từng khiến nhiều người tiếc nuối.